Sáng ngày 31 tháng 1 2024 nhằm 21 tháng 12 âm lịch, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiện Quang, xã Thanh Lộc, huyện Dòng Riền kết hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức trao 100 phần quà và khánh thành cầu giao thông nông thôn. Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Tuệ Túc, Phó ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Thiện Quang. Về phía chính quyền có ông Trần Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lộc, bà Võ Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Lộc. Đại diện chính quyền, ông Trần Thanh Hải đã gửi lời tri ân đến Đại đức Thích Tuệ Túc và Quý Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bà con nơi đây có được những phần quà vui xuân đón Tết, giúp bà con nơi xã Thanh Lộc này gắn kết hơn, từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, bà con có đời sống ấm no hạnh phúc. Được biết, ban tổ chức trao 100 phần quà cho bà con, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng giá trị là 30 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Chư Tôn Đức cùng chính quyền địa phương tổ chức khánh thành cây cầu giao thông nông thôn. Cầu có chiều dài 32 m, ngang 1,5 m, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng.